Chào mừng các bạn đến với khóa học TOEIC Speaking. Đồng hành trong suốt quá trình học đó chính là cô Miss Mi sẽ cùng các bạn trải qua phần TOEIC Speaking, và một cô nữa đó là cô Ngân sẽ cùng các bạn trải qua phần TOEIC Writing. Trong khóa học này, các bạn sẽ cùng cô đi qua ba nội dung chính. Phần 1 đó chính là phương pháp làm bài của TOEIC Speaking và Writing dựa trên format của IG. Phần 2 đó chính là hướng dẫn chi tiết giải đề TOEIC Speaking. Và cuối cùng đó chính là hướng dẫn giải chi tiết phần TOEIC Writing. Vậy trong phần TOEIC Speaking, các em sẽ có tổng cộng là 11 câu hỏi và được chia thành 6 dạng. Mỗi dạng như vậy, các em sẽ được học 4 bài. Vậy tổng cộng các em sẽ cùng cô đồng hành là 24 bài học trong phần TOEIC Speaking. Trong phần TOEIC Writing thì các em sẽ có tổng cộng là 8 câu hỏi. Và 8 câu hỏi này sẽ được chia làm 3 dạng. Vậy thì mỗi dạng như vậy, các em sẽ được học là 3 bài học. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 9 bài học trong phần TOEIC Writing này. Học phải đi đôi với hành để đạt kết quả tốt, các em cần phải học bài và tăng cường giải đề thi nhé. Kết thúc khóa học này, các bạn sẽ được biết về cấu trúc đề thi, tiêu chí chấm điểm cũng như là phương pháp làm bài. Vậy thì chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học sắp tới. Bye! Lợi ích khi học online trên Unica: học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.